Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô. Một hôm Đức Giêsu và các môn đệ rời Bethsaida để đi tới các làng xã vùng Cesare Philippe. Dọc đường người hỏi các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Các ông đáp: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời: thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô: Satan lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại, người nói với họ rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, có một nhận xét qua quan sát, qua trải nghiệm thì cho rằng một phần không nhỏ trong đời sống đức tin của người tín hữu Công giáo chúng ta đang diễn ra là có thể biết Chúa Giêsu đó, nhưng tin Chúa Giêsu một cách mơ hồ vì không tiếp xúc, vì không gặp Chúa, cho nên cũng sống đạo một cách hời hợt, vô hồn, hoặc thờ Chúa nhưng vẫn thực hành đời sống theo kiểu như người không biết Chúa. Nói như Kinh Thánh là theo kiểu của dân ngoại. Lời Chúa hôm nay muốn mỗi người chúng ta phải bày tỏ lòng tin của mình một cách dứt khoát mạnh mẽ vào một mình Chúa Giêsu mà thôi. Đồng thời cố gắng nỗ lực mỗi ngày làm cho đức tin của mình thêm lớn mạnh, vững chắc và trưởng thành như lời tuyên xưng của Thánh Phêrô trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chất vấn các môn đệ để hiểu được người ta biết Ngài, hiểu Ngài như thế nào. Chúa đặt vấn đề với các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Qua câu hỏi này thì ta thấy Chúa Giêsu muốn biết dân chúng đã đón nhận Ngài như thế nào, biết Ngài như thế nào, hiểu Ngài như thế nào. Tuy nhiên qua câu trả lời của các tông đồ thì chúng ta biết dân chúng hiểu về Chúa Giêsu còn rất mờ nhạt, mơ hồ. Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ bảo là ông Elia, kẻ khác nói là Giê-rê-mi-a hay một tiên tri nào đó đã sống lại. Chúa Giêsu thực sự không quan tâm nhiều đến cái câu trả lời của dân chúng, nhưng Ngài muốn các tông đồ phải bày tỏ đức tin của mình vì các ông là những con người gần Chúa, theo Chúa, hiểu Chúa hơn hết.
Nên Chúa Giêsu mới hỏi các tông đồ: còn anh em nói thầy là ai? Ta thấy trong bài tin mừng cho thấy Simon Phêrô có lẽ thay mặt anh em và tuyên xưng đức tin của mình: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Có lẽ lời tuyên xưng này hơn hẳn những câu trả lời bâng quơ của dân chúng. Đức Kitô có nghĩa là đứng được Thiên Chúa sức dầu, là đứng cứu thế mà Thiên Chúa đã hứa. Các tổ phụ và các tiên tri hay ngôn sứ đã loan báo mà toàn dân lúc bấy giờ đang mong đợi. Phêrô và các tông đồ có thể đã tin Chúa Giêsu là đứng từ trời mà đến, là Thiên Chúa thật. Và lời tuyên xưng này thật là chính xác. Tuy nhiên, ta thấy Chúa Giêsu không muốn các tông đồ rơi vào một đời sống ảo tưởng và hiểu sai về sứ mạng của Ngài. Nên Chúa Giêsu mới nói cho các ông biết về sứ mạng của Ngài là hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha, như một người tôi tớ khiêm hạ đã được Isaiah loan báo trong bài đọc 1 mà chúng ta đã nghe. Tiên tri Isaiah xuất hiện trước Chúa Giêsu khoảng 500 cho tới 600 năm. Ông đã nói về một vị ngôn sứ trong thân phận là người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa, hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa như một đầy tớ vâng phục chủ mình. Thiên Chúa đã mở tay tôi và tôi không cưỡng lại. Tôi đưa lưng cho kẻ đánh tôi và đưa má cho kẻ giật râu. Tôi không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Tôi không hổ thẹn vì có Chúa phù trợ tôi. Với hình ảnh một ngôn sứ đầy tớ của Thiên Chúa như thế, thì làm sao người Do Thái đương thời và kể cả ngày hôm nay chấp nhận được? Người Do Thái đương thời và nhiều người ngày hôm nay muốn một đấng cứu thế phải oai phong lẫm liệt, phải đánh đông dẹp bắc, phải thống lãnh sơn hà, phải xưng vua xưng đế, chứ không phải một đấng cứu thế khiêm hạ. Sau khi Thánh Phêrô tuyên xưng thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống, thì liền sau đó Chúa Giêsu đã nhắc lại cho Phêrô và cho các tông đồ hình ảnh của người tô tớ khiêm hạ mà Isaiah đã loan báo: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các thượng tế cùng các kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Nhắc như thế nghĩa là Chúa Giêsu vừa muốn điều chỉnh, thanh luyện lại các hình ảnh mà các tông đồ xưa kia cũng giống như nhiều người đã tạo nên trong đầu về một đấng Kitô, đồng thời báo trước để chuẩn bị tâm lý cho các đồ đệ của mình khi phải chứng kiến cuộc khổ nạn thập giá. Các tông đồ là người Do Thái thì đương nhiên vì vậy các ông cũng vẫn nuôi tham vọng về một đấng Kitô xưng vương theo như người Do Thái đương thời mong đợi. Chúa muốn các tông đồ khi tin Chúa phải thay đổi lại suy nghĩ và đón nhận một đấng Kitô theo ý của Thiên Chúa Cha và đến từ Thiên Chúa Cha, chứ không phải theo sự tô vẽ của con người. Phản ứng của Phêrô cho chúng ta thấy ông không dễ dàng chấp nhận một đấng cứu thế sẽ bị bắt, sẽ bị giết chết. Điều đó cũng cho thấy các tông đồ theo Chúa là đi tìm một điều gì đó như là mang tính lời lộc của trần gian hơn là theo Chúa và tin vào Chúa để có sự sống đời đời. Và vì thế mà
Phêrô đã kéo riêng Chúa ra mà trách móc, mà can ngăn: "Thưa Thầy, xin Thầy đừng làm như thế." Chúa Giêsu đã thẳng thắn trách Phêrô trước mặt các tông đồ bằng lời lẽ rất nặng: "Satan, lui lại đằng sau Thầy. Vì tư tưởng của anh, của con không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người." Lời trách mắng này cho thấy Phêrô đã đứng sai vị trí của mình. Ông vừa được Chúa khen vì lời tuyên xưng đức tin, liền sau đó ông lại trở thành một vật cản đường Chúa, gây vấp phạm cho anh em. Có thể ông muốn trở thành người đi trước Chúa để dẫn đường cho Chúa, và ông muốn Chúa làm theo ý mình hơn là mình vẫn vâng theo ý Chúa. Khi Chúa Giêsu nói với Phêrô: "Hãy lui đằng sau Thầy", thì Chúa Giêsu muốn Phêrô phải trở về đúng vị trí của mình là một môn đệ của Chúa. Môn đệ phải đi theo sau Thầy chứ không thể đi trước Thầy. Phải để cho Thầy dẫn đường chứ không thể dẫn đường cho Thầy. Không chỉ yêu cầu Phêrô phải thay đổi lại vị trí, quan trọng hơn là phải thay đổi lại suy nghĩ, tư tưởng, làm sao suy nghĩ của mình phù hợp với đường lối của Thiên Chúa. Vì tư tưởng của Phêrô không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là tư tưởng của loài người lo tìm kiếm danh lợi. Đến đây chúng ta thấy Chúa Giêsu gọi các môn đệ và đám đông lại để đưa ra nhưng một lời mời gọi họ, cũng là một thách thức cho cuộc đời của họ. Ai muốn theo tôi phải bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Việc tin theo Chúa không phải là một quyết định hoàn toàn tự do của mỗi người. Xin lỗi, việc tin theo Chúa là một quyết định, phải là một quyết định hoàn toàn tự do của mỗi người, chứ không phải là một sự bắt buộc. Tuy nhiên, một khi đã tin theo Chúa thì phải chấp nhận những điều kiện đi kèm, đón nhận đi vào con đường Chúa, của Chúa, và đi theo Chúa, chứ không thể tin theo một ai khác hoặc một con đường nào khác. Đón nhận Chúa Giêsu là tin vào Ngài là đấng cứu thế. Ngài đã đi vào con đường khổ nạn, thập giá rồi phục sinh để giải thoát con người này, nhân loại này. Vì thế mà những người tin theo Chúa phải đi vào con đường thập giá, vác thập giá của mình mỗi ngày mà theo. Ông bà và anh chị em thân mến, như trong bài đọc 2, nếu tin thì phải hành động theo lòng tin, chứ không phải hành động để chứng ngược lại là mình không tin. Và tự hỏi anh chị em đang ngồi đây, đối với anh chị em, Chúa Giêsu là ai? Chắc chắn để lời chất vấn đó thường ngày, thường tháng, thường năm và suốt cuộc đời của mình luôn luôn chất vấn lương tâm của mình. Để rồi chúng ta phải nhìn lại là chúng ta tin vào Chúa Giêsu như thế nào? Có phải là đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống hay không? Tại sao tôi nói như thế? Bởi vì trong đời sống của mọi người chúng ta có lẽ đã nhiều lần qua lối sống, qua cách nói, qua hành động thể hiện như là mình không có đức tin. Và điều đó rất rõ ràng, không phải là nói quá, mà trong cái điều đó không phải chỉ có anh chị em không, mà kể cả tôi nữa.
Do đó bài lời Chúa hôm nay, sứ điệp tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy để cho cái lời chất vấn đối với anh, đối với chị, đối với ông, đối với bà, đối với tôi: Đức Giêsu Kitô là ai? Khi được chất vấn thì chúng ta dừng lại, nhìn lại bản thân để có thử trong đời sống của mình đã sống với đức tin và mình đã xác tín là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống hay không. Ước mong rằng sứ điệp hôm nay mời gọi chúng ta tiếp tục sống trong đời sống đức tin của mình để diễn tả cái tình yêu của Thiên Chúa dành chúng ta một sự trọn vẹn, để rồi chúng ta sống có niềm vui, có hạnh phúc, có bình an trong cuộc đời của mình. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.